Đây là cái bộ đếm sản phẩm. Vâng. Thì đây là cái hai cái dây này kết nối với chân A2 với mát nhé. Thì để reset lại số để quay về số 00. Sau đó thì cái đây này cảm biến hồng ngoại tiệm cận. Cái này khoảng cách nó tối đa được khoảng tầm 90 cm. Nếu mà cái vật nó bắt sáng tốt. Còn nếu không thì nó hoạt động ok nhất là trong khoảng 70 cm. Và đằng sau cái cảm biến tiệm cận này nó có cái con chiết áp để chúng ta có thể điều chỉnh cái khoảng cách để nhận diện. Và đây là đếm. Ví dụ như là trường hợp mà có vật cản ở phía trước nó không tự động nó nhảy. Và chỉ khi nào vật cản tạo ra hai mức cao thấp thì bắt đầu nó mới đếm sản phẩm. Và với màn hình này là màn hình 4 số, nét 7 thanh.